Thưa quý vị, và cũng như chính nơi thiên nhiên này chúng ta đang đứng tại công viên thống nhất 60 năm trước, cũng là ước mong của toàn thể nhân dân Việt Nam, và thống nhất cũng chính là cái tên được đặt cho nơi đây, và mong ước sự đoàn tụ và sum vầy. Và trong giây phút chuẩn bị đón năm mới thì chắc chắn rồi chúng ta đều trân trọng những khoảnh khắc ở bên cạnh gia đình, được sum vầy, được đoàn tụ, và khoảnh khắc đó giao thừa đang đến rất là gần rồi. Hãy cùng chúng tôi đến ngược tới khoảnh khắc thiêng liêng đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là pháo hoa mà đội đã sẵn sàng. Bây giờ tất cả là truyền hình cùng với những vị khách của chúng tôi đang có mặt ở trường quay đại truyền Việt Nam trong chương trình vừa đoàn tụ, hãy cùng hướng lên chiếc đồng hồ để cùng